Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong những ngày nắng đẹp, lực lượng công nhân đang khẩn trương thi công tuyến đường dẫn vào phòng khám tra từ yếu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Dù là ngày cuối tuần hay buổi trưa nắng gay gắt, các công nhân vẫn tận tâm làm việc với mong muốn hoàn thành tuyến đường trước khi trời mưa, tránh tình trạng bong tróc mặt đường. Tuyến đường được thi công với hai lớp nhựa nóng cùng nhiều lớp đá 46, đá 12, đá mi đảm bảo độ chắc chắn khi đưa vào sử dụng. Đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là niềm mong mỏi của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, những người đã đóng góp giúp đỡ phòng khám tra từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí có một con đường khang trang và sạch đẹp. Con đường mới này sẽ giúp bệnh nhân ung thư và người dân địa phương dễ dàng di chuyển qua hai mùa mưa nắng, thay thế cho con đường bụi mù vào mùa khô và lầy lội vào mùa mưa. Sự hỗ trợ của các công nhân cùng với tấm lòng bác ái của cộng đồng, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước chắc chắn sẽ mang lại sự thuận lợi và an tâm cho mọi người khi đến với phòng khám tra từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chú có thể cho con biết họ tên mình đến từ đâu không chú? Tôi đến này An Giang, Họ tên gì chú? Nguyễn Thấn. Thưa chú, chú có thể cho biết cái đoạn đường này trước đây nó như thế nào, rồi bây giờ được cái nhà hảo tâm mà người ta trong và ngoài nước ta hỗ trợ làm con đường này nè, rồi bản thân chú là bệnh nhân chú thấy như thế nào chú? Thấy hồi trước là đi khó đi, bây giờ là giờ bây giờ thấy đi là cái đường này là ngon lành, đi dễ đi, bà con trong bệnh này thì đi cũng vui vẻ, ai cũng nói đường đi khang trang như ý luôn, chứ không có gì bây giờ làm khang trang hơn hồi trước. Cái đường đi hồi trước là nó khó đi lắm, nó sạt sập, sập rồi đó, rồi bây giờ là này, ai bà con trong bệnh này kia cũng cũng nói là đường khang trang, đường dễ đi. Đối với bệnh nhân mà đi xe lăn rồi đó khó đi thì chú. Dạ cũng hồi trước khó đi ạ, bây giờ dễ rồi, giờ xe lăn đồ đi đi cái đường này, láng lẫy đồ này kia đi dễ đi rồi, ai cũng cũng nói chuyện là nói là cái đường về khang trang gì là quý báu dữ lắm, quý báu. Cảm ơn nhà hảo tâm cho làm cái đường khang trang gì là quý báu dữ lắm, đây đến là người bệnh này kia là mừng dở dữ ra thần lắm. Dạ cảm ơn nhà nhà hảo tâm. Dạ, cảm ơn dạ chú. dạ Dạ thưa anh có thể cho biết á họ tên nhưng đến từ đâu vậy anh? à tôi là Nguyễn Phú Cường, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À thưa anh, thì anh có thể cho biết trong thời gian mình trị bệnh đây nè, cái sự thay đổi nhất là cái tuyến đường này nè. Hiện tại là các nhà hảo tâm trong và ngoài nước góp để mà xây dựng tuyến đường này, thì anh có thể gợi lại trước kia đường đi khó khăn cho những cái người đi xe lăn, những bệnh nhân mà đi xe lăn này nó khó khăn. Rồi bây giờ sau khi mà làm tuyến đường này nó trở nên như thế nào? À, trước đó, khi mà tôi tới đây á, là đường có xấu lắm, đường nó gồ ghề ổ gà không à, là đi đi lại rất là khó khăn, mưa xuống rồi nó sình lầy, thì khi rớt cho mấy dũng sình giống dũng nước á, là không biết đó là cái ổ gà hay là cái là đó là đường thường nữa. À, bây giờ được làm cái con đường đang thi công này thấy nó khang trang mà nó rộng rãi hơn và nó an toàn cho người bệnh nữa, nên tôi thấy rất là mừng, rất là mừng cho những người bệnh và những người nuôi bệnh như tôi. Thì tôi thấy rất là cảm ơn những nhà tài trợ đã giúp cho phòng khám có được cái con đường khang trang tốt đẹp như vậy. Qua tuyến đường này á, rồi cảm thấy cái tình trong cái khám bệnh đó thì có cái thầy rồi các nhà hảo tâm hỗ trợ, vì bản thân mình mặc dù mình người nuôi nhưng bệnh nhân với người nuôi á, cảm thấy có ấm áp gì không? À, tôi thấy rất là như là biết ơn các thầy thuốc, những cái nhà hảo tâm đã tài trợ cho phòng khám để phòng khám có cái nguồn kinh phí để mà giúp cho những cái người bệnh như chúng tôi. Tại vì nhiều khi có nhiều cái trường hợp nó khó khăn lắm, tài chính thì nó eo hẹp, mà đây là phòng khám đây là hầu như là tài trợ hết, thì cũng rất một phần đó là do các nhà hảo tâm tài trợ cho phòng khám, thì chúng tôi là rất là cảm ơn những cái nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho phòng khám rất là nhiều. Hy vọng rằng
tuyến đường này sẽ sớm hoàn thành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và mang lại sự thoải mái cho tất cả các bệnh nhân ung thư và người dân địa phương. Xin trân trọng. Do những ngày nay thì nắng rất là tốt, do đó các cô bác lực lượng thi công cố gắng tích cực là làm tuyến đường này, cũng như là con thấy buổi trưa đó các cô bác nghỉ tay ăn cơm một chút rồi lại tiếp tục ra làm, mà không có nghỉ tới buổi chiều mà làm, cứ làm liên tục. Như vậy thì con rất là thấy thương cho tất cả cô bác đó, và họ rất là nhiệt tình để làm sao cho cái con đường này nó hoàn thiện nhanh nhất có thể, tại vì tận dụng cái nắng nè để cho cái mặt đường đó nó tốt hơn. Con cũng xin chân thành biết ơn các cô bác của đội đơn vị thi công đã nhiệt tình ra công sức và tận tâm để mà làm cái tuyến đường này cho nó hoàn thiện và nó tốt nhất có thể. Một lần nữa, con xin thay mặt cho phòng khám cũng như là các thành viên và các bệnh nhân xin lời gửi lời cảm ơn chân thành đến cô bác bên đội đơn vị thi công rất là nhiều. Con xin biết ơn. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, tâm tình mà cha thăm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y
hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người mình khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Chúc lành không ngơi,
đầu, ở đây chưa chan nguồn vui, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan nguồn vui, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan nguồn vui, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan nguồn vui, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan muôn vui, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan muôn vui, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan muôn vui. Tâm tư tiếng gọi ngày nào vàng câu yêu thương lời giáo ước thì con nguyện chung tin chót đời dân hương đây niềm mơ ước đời xin mãi thuộc trọn về cha.
cho bao mưu toan tháng ngày gặp người, cho bao nguy nan một thân ta gặp, nguyện linh hồn thân xác mãi là chim trắng, cho vẹn câu ước thề cho thế trần mùa hồng ấm. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.